Xin chào anh em, chào mừng anh đã đến với anh em update số thứ 3. Và có thể là anh em đang tự hỏi rằng là bạn chùn của chúng ta đâu. Thì mình cũng xin thông báo với anh em rằng là bạn chùn của anh em là đang bị ốm, sốt virus, đang truyền nước, nằm ở nhà rồi. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thay bạn chùn để có thể là cập nhật những tin tức công nghệ cho anh em. Còn nếu như mà anh em nào mà yêu quý bạn chùn quá thì anh em hãy cố gắng là đợi vào tuần sau. Bạn ấy khỏi ốm thì bạn ấy sẽ đi làm. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại về những tin tức công nghệ nổi bật trong tuần qua nhé. Anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Anh em ơi! Tin tức đầu tiên trong anh em update tuần này chính là vào ngày 26 tháng 12 vừa qua thì một tài khoản Twitter tại Trung Quốc đã đăng tải một đoạn clip về chiếc Huawei Mate X đang gặp lỗi màn hình cực kỳ nghiêm trọng. Cụ thể là chiếc điện thoại của chúng ta đã bị hư hại nghiêm trọng ở phần màn hình, khiến cho màn hình của máy bị sọc xanh. Thậm chí là màn hình của máy xuất hiện những vết đốm và một phần bên màn hình cũng không hoạt động được nữa. Hiện tại thì chưa rõ nguyên nhân là do lỗi sản xuất của Huawei hay là do người dùng làm rơi làm rớt. Và thực tế thì đây không phải lần đầu tiên những điện thoại màn hình gập của chúng ta gặp phải những lỗi màn hình tương tự. Với phiên bản Samsung Galaxy Fold đầu tiên, chúng ta đã ghi nhận được rất nhiều những trường hợp lỗi, ví dụ như là liệt cảm ứng, sọc xanh màn hình cũng như là phần bản lề chưa được chắc chắn. Và bản thân chiếc Huawei Mate X cũng đã gặp phải rất nhiều những lo ngại về những vấn đề như là màn hình của máy bị nhăn hoặc là máy gặp vấn đề về chảy mực. Và sự việc lần này cho thấy rằng là việc sản xuất và phát triển một chiếc điện thoại màn hình gập không phải là điều dễ dàng, mà ngược lại, chúng ta cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu cũng như là sửa lỗi. Về chiếc Huawei Mate X thì chiếc máy này là một trong những chiếc điện thoại màn hình gập nổi bật của năm 2019 với thiết kế vô cùng lạ mắt, được Huawei ra mắt vào đầu năm 2019 và dự kiến ra mắt chính thức vào tháng 6 năm nay. Tuy nhiên vì nhiều lý do, Huawei đã phải hoãn lịch ra mắt chiếc máy này sang tháng 10 và hiện tại giá bán của chiếc máy này đang vào khoảng $2,400, cao hơn cả Samsung Galaxy Fold. CEO Nguyễn Tử Quảng hay còn được mọi người biết đến với cái tên Quảng Nổ thì vốn đã có rất nhiều những phát ngôn gây sốc về những chiếc điện thoại Bphone. Thế nhưng mà trong thời gian gần đây thì ông tiếp tục có những phát ngôn khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng. Mới đây thì CEO Nguyễn Tử Quảng đã có những chia sẻ về chiếc điện thoại Bphone. Nội dung bài viết nói về các hãng như hãng S với sản phẩm mới đang tập trung vào tính năng chụp ảnh macro. Trong khi đó thì Bphone 2 và Bphone 3 đã có từ lâu. Trong bài viết của ông cũng đã thể hiện rõ sự hào hứng khi mà ông cho rằng đây là lần thứ 3 trong năm Bphone đã khẳng định việc dẫn dắt xu hướng. Mặc dù đã khéo léo dùng những từ đầy ẩn ý ví dụ như là hãng S hay hãng G, thế nhưng mà qua những tính năng như chụp ảnh cận cảnh macro hay là màn hình chắn rô thì người dùng có thể đoán được là ông đang muốn nói tới Samsung và Google. Qua những chia sẻ của CEO Nguyễn Tử Quảng, rất có thể năm sau chiếc Bphone sẽ có khả năng chụp ảnh rất đáng mong đợi. Đây cũng không phải lần đầu tiên CEO của BKV có những phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội. Cách đây không lâu thì ông Quảng cũng đã có những hé lộ về khả năng chụp ảnh ở trên chiếc Bphone mới. Ông giới thiệu chiếc Bphone mới sẽ sử dụng công nghệ nhiếp ảnh điện toán, có thể chụp được những bức ảnh mà máy cơ cũng khó có thể chụp được và biến điều không thể thành có thể. Tất nhiên, những chia sẻ này thì vẫn chỉ ở mức độ tham khảo và chi tiết như nào chúng ta hãy cùng chờ vào năm 2020. Tin tức cuối cùng trong video ngày hôm nay, khó tin nhưng có thật, đó chính là rất có thể trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có những chiếc AirPods Pro made in Việt Nam. Cụ thể là hai đối tác sản xuất và gia công AirPods của Apple là Precision và GoTech đang có định hướng sẽ mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Và hiện tại thì các phụ kiện của Apple ví dụ như tai nghe hoặc là cáp Lightning đang được hai hãng này đảm nhiệm. Và hiện tại với nhu cầu cực cao, với thị phần tai nghe không dây đang chiếm tới 60% trên thế giới thì khả năng cao là Apple sẽ tăng cường sản xuất những thiết bị AirPods trong thời gian tới. Đây có thể coi là hệ quả của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, bởi vì mới đây là Apple cũng đã có kế hoạch chuyển hoạt động của hãng sang các nước khác, ví dụ như là Mexico, Malaysia, Ấn Độ và trong đó có cả Việt Nam. Với việc chuyển dây chuyền sản xuất sang các quốc gia khác cũng giúp Apple có thể đa dạng chuỗi cung ứng trong tương lai. Tuy nhiên thì việc này sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài, thế nên là chúng ta sẽ cần phải chờ đợi thêm một thời gian nữa để chúng ta có được những chiếc AirPods Pro made in Việt Nam. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin anh em update số thứ 3 và cũng là bản tin anh em update cuối cùng của năm 2019. Nếu như mà anh em nào có bất cứ những nhận xét cũng như là góp ý thì xin mời anh em hãy để lại bình luận ở phía bên dưới. Chúc anh em có một năm mới vui vẻ, còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video lần sau.